Bây giờ tôi bắt đầu sau khi đã xuống cái hốc magma thiên thạch để ăn trưa, hơi buồn một chút là phải cầm xúc xích hướng với biển đảo và nô bánh mì, bởi vì là chúng tôi đã quên mất một bánh mì do quá vội và buộc lòng phải thuê tàu riêng với giá 5 loét để có thể đi về từ lúc 2 giờ để kịp bắt tàu lớn về đất liền. Đây là phần góc của bé, tôi đã quên mất quay lại kia vì tôi mải chụp ảnh quá. Nhưng mà đây các bạn có thể nhìn thấy đây là rất nhiều những cái thiên thạch, vật thể lạ, thiên thạch chắc là thường thường thần địa nó rơi cái đấy rất là lâu rồi. Rất nhiều loại thiên thạch. Cái núi lửa này tôi không thấy có núi lắm, bởi vì là hình như là đây là một cái núi lửa nó phun từ dưới đáy biển lên, nó không phải như ở bên đảo lớn, đảo lớn thì núi nó nhô hẳn lên cơ. Còn đây như là đây chính là cái lòng núi lửa đây, mà đây chính là như kiểu là một cái ngọn lửa dưới biển nhô lên, nó phun trào từ dưới đáy biển từ rất lâu rồi, rất nhiều magma. Ở đây thì anh em người ta trồng dứa rất là nhiều, đối với tôi tưởng cái cọng phải là cái dứa và dừa. Đảo lớn thì không trồng được hai loại này, không biết tại sao, nhưng tôi cảm giác đảo bé là magma, cái thiên thạch ở đây nó nhiều hơn, là nó khủng khiếp hơn, nó bá hơn, rất nhiều dừa. Nước ở đây tuyệt vời các bạn, tôi vừa đã phải cởi ngay quần áo ra thoát đi để tôi nhảy xuống biển, vì nước quá sạch quá xanh, không tưởng tượng được nó trong một cách khủng khiếp, mình có thể soi gương mà được. Cát ở đây thì to, hạt rất to mà cứng, nó cũng bị nhấp nhép bẩn tẩm tẩm như là ở miền Bắc, hạt cá rất to. Chúng tôi còn một tiếng nữa, bây giờ mình cũng rỗi, chúng tôi còn một tiếng nữa để quay trở lại cảng để về với đảo lớn. Bạn đồng hành của tôi, anh ấy đang rất là mải mê tác nghiệp ở phía xa kia. Rồi, sự dặn dừa rất đẹp. Tôi vẫn đang check tinh qua những cái magma này. Tôi không tự tin khả năng đôi giày check 350 cảnh này của tôi lắm, bởi vì là đầy đều khá đau chân và hơi bị chân dốc một chút. Tôi nghĩ là tạm thời tôi sẽ quay ở đây thôi, chắc là hơi cam bơ dung. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin check in tiếp theo. Tôi cũng chưa biết là sẽ là update theo các bạn thông tin gì thêm, nhưng mà cứ tạm thời như thế đã. Ở đây tôi đang nghĩ đến lúc tôi phải sử dụng những chiếc gậy thần thánh của mình để quay lại cái view này. Các bạn thấy đây là phải gọi là đây là thế giới thiên thạch, chứ không phải nghĩa địa thiên thạch nữa rồi. Những tảng thiên thạch rất to rồi, không biết rơi từ hành tinh nào xuống, tuyệt đẹp. Thì các bạn thể nhìn nước biển nó xanh một cách đấy, những cái vệt loang lổ bạn thấy là đấy chính là cát trắng đấy. Cái cát mà tôi nói lúc nãy là cát rất to ấy, hàng cát rất to mà nó khô, nó không bị nhớp nháp, nó trắng tinh, gọi là cát trắng thì phải. Xa cái việc là vẫn tàu của anh ngư dân đang cập bến, lại sóng rất to. Các bạn tưởng tượng là trông này thôi mà lúc tôi xuống tôi đã phải chạy lên ngay, chỉ dám đứng men theo ở bên bờ, không dám xuống vì lực sóng rất là mạnh. Tôi cảm giác là nếu mà tôi xuống nó đánh một phát tôi sẽ bay giặt phát lên bờ luôn, và khi đập đầu vào đá gì đấy tôi cũng rất là lo lắng cho tình mạng của mình. Tôi rất là sợ mẹ tôi nó sẽ bay đến đây và đón tôi về. Nên là tôi đành phải dù sống gấp nào tôi vẫn phải đưa đến gia đình. Rất đẹp. Địa thiên thạch. Tôi nghĩ là đến lúc tôi phải dùng đến chiếc gậy tự sướng mình rồi. Quên. Gậy thần thánh. Anh em ngư dân ở kia vẫn đang miệt mài quay tay. Đã thêm một người nữa rồi. 4 người. Không hiểu là anh em đang cờ như kiểu một cái ống bơ, sau đó một cái sợi dây. Tôi hỏi qua thì bảo là câu cá, tôi không hiểu cá gì ở gần bờ, vì tôi xuống không thấy không cá nào cả. Hay là cá mập. Rất nguy hiểm như các bạn.
tôi nghĩ là tôi phải đi tìm đồng đội tôi đã, vì anh ấy đi rất xa rồi. À, nên các bạn nhìn thấy cái thẳng hướng này là chúng tôi sẽ đi một vòng quanh đảo nhỏ. Lúc nãy chúng tôi đã Robinson ở dưới kia rồi. Thật sự là Robinson cũng phải gọi chúng tôi bằng sư phụ, bởi vì là chưa có ai mà lại mẹ ăn xúc xích, mẹ à quên, ăn thịt hộp mà bằng ống hút cả. Tôi nghĩ là Robinson cũng chưa thể đạt đến những đẳng cấp này. Tôi sẽ gọi anh bạn tôi. Mr. Nguyễn Hoàng ơi! Anh ấy không nghe tiếng hú của tôi, chắc là anh ấy đã đi rất xa rồi. Nghĩa là đến lúc tôi sẽ phải bắt đầu tiếp tục hành trình của mình đây. Tôi lại tiếp tục hẹn các bạn trong bản tin check-in trong ít giây nữa. Thân ái và chào tạm biệt.